Sau khi sản phẩm bánh cáy của cơ sở này được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, cơ sở tiếp tục lựa chọn và đăng ký 4 sản phẩm là chè lam, kẹo lạc, kẹo vừng và kẹo dồi tham gia chương trình OCOP. Các sản phẩm này đều được hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thái Bình xếp hạng 4 sao. Khi mà được sản phẩm OCOP 4 sao thì chúng tôi được bán trên những cái sàn thương mại điện tử rất là đông đảo người biết và chúng tôi thuận lợi hơn và sản lượng thì có khả năng là gấp rưỡi thì gấp đôi. Với nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và người dân trong khai thác thế mạnh về sản phẩm đặc sản của địa phương, đến nay huyện Thái Thụy có 33 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP xếp hạng tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao. Đây là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất tỉnh tính đến thời điểm này. Để thực hiện hiệu quả chương trình, ngoài những chính sách của trung ương, của tỉnh, huyện Thái Thụy đã ban hành cơ chế đầu tư hỗ trợ từ ngân sách cho phát triển, thực hiện chuẩn hóa sản phẩm OCOP. 2022 thì huyện tiếp tục là chỉ đạo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn rà soát, nghiên cứu cũng như tham mưu cơ chế chính sách. Và vừa rồi thì cũng đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng như Hội đồng dân huyện tiếp tục kéo dài cơ chế chính sách đến năm 2025, hỗ trợ cho các chủ thể là cá nhân là 90 triệu đồng trên một chủ thể khi được Hội đồng đánh giá cấp tỉnh là đánh giá là đạt từ 3 sao trở lên, còn đối với tập thể thì hỗ trợ là 60 triệu đồng trên một chủ thể là đối với các tập thể. Với tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo định hướng không chạy theo phong trào mà theo quy luật cung cầu, trong đó gắn với phát huy lợi thế, tiềm năng, đặc trưng của từng địa phương. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay toàn tỉnh có 112 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao, 4 sao. Năm 2022, những cái sản phẩm tham gia OCOP đều là những cái sản phẩm mà có cái chế biến sâu. Tất cả những cái sản phẩm mà trước đây của năm 2021 mà đã được công nhận 64 sản phẩm ấy thì hầu như là những cái sản phẩm của các làng nghề của cái truyền thống thì mình đã cái dễ mình làm trước rồi. Năm 2022 là hầu như là những cái khó. Có những sản phẩm như cái sản phẩm từ cái khoai lang, làm ra 10 cái sản phẩm từ cái sản phẩm khoai lang. OCOP là một trong những chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Việc phát triển các sản phẩm OCOP là tiền đề quan trọng giúp các địa phương giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.